chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Lan Trường về dự 2019 trên trận kính mời đồng chí. Năm 79 đồng chí của tiểu đoàn công binh 17, tiểu đoàn thông tin 18 thuộc quyền các đồng chí chiến sĩ mới của tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 17, tiểu đoàn 18 đã phát huy truyền thống quê hương, năng lực và quản lý chiến sĩ mới, thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện 3 tháng chiến sĩ mới của cục quân huấn, bộ tổng tham mưu các mẫu của đội ngũ cán bộ, tổ chức huấn luyện, ôn luyện chặt chẽ, công tác kiểm tra của đội ngũ cán bộ các cấp được duy trì thường xuyên, rút kinh nghiệm kịp thời, đội ngũ từng người biết vận dụng linh hoạt trong quá trình học tập, công tác, tích cực rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, đáp ứng với yêu cầu nền nếp xây dựng chính quy ở đơn vị thường xuyên được duy trì nghiêm túc, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh, nội vụ vệ sinh sắp đặt 12 tiểu đoàn 3, tiểu đoàn công binh 17 khá hơn có trung 17, tiểu đoàn thông tin khá hơn có đại trung 15 đại đội 2, ném lựu đạn thật bài 1 có 8/8 đại đội đạt giỏi hơn có đại đội 2, tiểu đoàn có trung 19 đại đội 3, tiểu đoàn thông tin 18 khá hơn có trung 16 đại đội 2, chiến thuật điều lệnh thể đại đội 3, tiểu đoàn 17, trung 16 đại đội 2, tiểu đoàn 18. Qua kiểm tra của đồng chí phó tổng kịp thời biểu dương gương tốt việc tốt trên hệ thống bản tin truyền thanh nội bộ, nền nếp tập báo, xem thời sự và thông báo trong giờ nghỉ, ngày nghỉ luôn được cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm. Đến nay 100% chiến sĩ mới đều có bản lĩnh vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ, cần cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới như nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội, tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi, củng cố hệ thống vườn ao chuồng tràn, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho chiến sĩ mới, làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, thu dung cấp cứu điều trị, vệ sinh phòng dịch. Một đại đội 11 tiểu ban, thưa toàn thể các đồng chí, trên đây là kết quả chúng tôi quân nhân trong đội nhân dân Việt Nam lấy danh xin lại hai tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Xin lại ba, không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế quốc phản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng cũng kêu bại không nản, dù gian nan khổ hoài cũng không chần lòng, vào sống ra chết cũng không là chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng thắng. Xin lỗi bốn, ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị quân sự, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Xin lỗi năm, nêu cao tinh thần làm chủ tâm. Xin lỗi sáu, luôn sẵn sàng. Xin lỗi bảy, chín, khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng vai của mình, kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ. Mười, giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của mình. Kính mời đồng chí trung đoàn trưởng lên trao vũ khí. Mãi mãi dương cao ngọn cờ quyết thắng. Tiếp theo là các khối sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trung đoàn, là những đồng chí được đào tạo cơ bản tại các học viện nhà trường trong quân đội. Những năm qua, đội ngũ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trong trung đoàn không ngừng trưởng thành về mọi mặt, trên từng cương vị công tác luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đang tiến vào lễ đài là đội hình của tiểu đoàn bộ binh 1. Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đến từ quê hương Gia Bình, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Kim Thành, Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Yên Mỹ, Hóa, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi còn mãi mãi trường tồn với dòng chảy kế thừa truyền thống cha anh đi trước.
cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng trưởng thành, tiến bộ, đạt được nhiều thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Bước chân vào lùng, thành bước qua khán đài hôm nay là sự trưởng thành về mặt của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, đồng thời cũng là biểu thị cho ý chí, quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Đang tiến vào lễ đài là các khối của tiểu đoàn bộ binh 2. Những gương mặt sáng ngời, niềm tự hào lớn lao của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, mang trong mình lý tưởng, niềm tin vào các lời của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với sức trẻ, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, thi đua rèn đức, rèn tài, luyện trong gian khó, luyện ngoài nắng mưa, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những gương mặt tự hào đang tiến vào lễ đài thể hiện niềm tin, khát vọng, nguyện một lòng đoàn kết, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, là niềm kiêu hãnh được dâng hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay. Đang tiến vào lễ hương Quái Châu, Hương Yên, Cẩm Giang, Hải Dương, mảnh đất có từng thi ca về một đường năm bất khuất, mãi dậy kiên cường, từng một thời làm kiếp giàn bao cờ rủ cho mỗi chiến sĩ noi gương cho anh cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ vững rèn, thống nhất ý chí và hành động, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hùng dũng bước qua khán đài dưới lá cờ tổ quốc thân yêu là niềm kiêu hãnh tự hào của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn, như cánh chim đại bàng được vươn ra biển lớn, là niềm tin vào thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đăng tiến của lễ đài là đội hình của 8 đại đội trực thuộc, pháo binh với truyền thống chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng, trinh sát mắt tinh tai tín, lòng dũng trí bền, phòng không nhằm thẳng quân thù mà bắn, kiêu hãnh sắc yên bầu trời, thông tin kịp thời chính xác bí mật an toàn, công binh mở đường thắng lợi, thi đua cùng ngành vận tải quân y với truyền thống yêu xe như con, quý xăng như máu, quân y như tử mẫu, đã làm nên khối trực thuộc vững mạnh về mọi mặt. Kính thưa tổ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, giữa những ngày tháng năm lịch sử 719, Hải Dương cùng chung lời thề giữa quân kỳ quyết thắng, nguyện một lòng sắt son vì tổ quốc thân yêu hy sinh. Hôm nay đây, các đồng chí vinh dự được trở thành người quân nhân cách mạng dưới sắc cờ đỏ thắm tiếp bước cha anh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa kính chúc thủ trưởng và các đồng chí.
Tiếp theo chương trình, kính mời thủ trưởng và các đồng chí tham.
bên ngoài toàn thể cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân vỗ tay reo ạ.